Thưa quý vị, trong một số chương trình trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị những địa điểm vui chơi cắm trại tại vườn quốc gia Bù Gia Mập. Tuy nhiên, để cảm nhận rõ sự thú vị của vườn quốc gia thì phải trải nghiệm các hoạt động về đêm và sáng sớm tại đây. Và quý vị có biết đó là gì không ạ? Cụ thể đó là việc ngắm thú rừng nè, soi bắt cá vào ban đêm, rồi lại thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng như là hoa chuối rừng hay là uống nước lá cây ăn xoài chẳng hạn. Và bây giờ thì mời quý vị cùng trải nghiệm với hai MC là Minh Tuyết và Diệu Hiền nhé. Theo kinh nghiệm của người đi rừng thì đến với vườn quốc gia Bù Gia Mập về mùa khô như hiện tại là đẹp nhất bởi sẽ hạn chế nhiều côn trùng. Bên cạnh đó, về mùa này, nước suối trong veo, việc lội suối răng lưới bắt cá cũng khá là thuận lợi. Ở vườn quốc gia Bù Gia Mập có rất nhiều suối thác đẹp và suối nào cũng nhiều cá nha quý vị. Khí hậu về đêm ở vườn quốc gia Bù Gia Mập thì khá lạnh nên việc trải nghiệm nướng thịt cá bên bếp lửa sẽ rất là vui. Bữa nay thì bí mật cũng đã được bật hí. Đây chính là cái hoa chuối mình nướng bên bếp lửa thì nó sẽ ăn tựa như thịt gà. Wow. Nên là anh em tới đi rừng cứ trêu nhau đây là món gà leo cây hoặc là gà treo cây nướng bên bếp lửa. Đặc sản. Thì bây giờ Giang sẽ cùng với lại hai bạn chế biến rồi tí chúng ta cùng thưởng thức nhá. Anh Giang ơi, cách thực hiện là mình nướng luôn cả hoa chuối xong là mình sẽ có thêm gia vị gì nữa không ạ? Cái này thì mình cứ để nguyên cả cái hoa chuối mình nướng bên bếp than hoặc bếp lửa, sau đó thì tí nữa mình bóc cái vỏ bên ngoài ra và mình chấm với lại muối ớt. Đây là món đặc biệt trong hành trình lần này nè. Ai đến vườn quốc gia Bù Gia Mập nhất định là phải thử món này nha quý vị. Những chiếc lều kín và an toàn sẽ giúp bạn qua đêm tại vườn quốc gia Bù Gia Mập. Những chiếc lều này có tại vườn quốc gia để phục vụ du khách. Ở vườn quốc gia Bù Gia Mập, rất nhiều cây an xoa mọc tự nhiên. Nếu quý vị muốn uống trà an xoa thì cũng rất dễ để thực hành nhé. Cuối tuần, bỏ lại sau lưng những ồn ào của phố thị, được hòa mình vào với thiên nhiên, được thưởng thức những món ẩm thực dân dã mang đậm hương vị núi rừng là điều vô cùng thú vị. Để rồi chúng ta lại chào đón tuần mới với nhiều nhựa sống mới.